thưa quý vị mới đây thì theo thông tin từ cổng thông tin cảng hàng không Việt Nam cho biết doanh nghiệp này đã xây dựng phương án thu giá dịch vụ đường dẫn lấy ý kiến các bộ ngành và trình chính, chính phủ thông qua theo phương án này thì từ năm 2020 các cảng hàng không sẽ không thu tiền xe ra vào khu vực đón trả khách trong thời gian nhất định tùy theo từng cảng những ô tô ra vào cảng quá thời gian quy định thì sẽ bị thu tiền như dịch vụ sân đỗ ô tô. Để chuẩn bị thì 21 cảng hàng không cả nước do ACV quản lý đang nâng cấp hệ thống kiểm soát ô tô ra vào cảng, hoàn tất đồng bộ trong năm 2019 để điều chỉnh việc thu phí chậm nhất là năm 2020. Theo đại diện ACV thì các cảng hàng không có địa hình riêng, kết cấu hạ tầng, nhà ga, đường ra vào khác nhau, thế nên việc đầu tư nâng cấp hệ thống tốn nhiều thời gian. Bên cạnh đó thì phương án thu theo thời gian tại các cảng cần xây dựng và tính toán chi tiết. Trong trong giai đoạn đầu tư hệ thống thì cảng hàng không vẫn thu phí như hiện nay. Theo đó, ô tô ra vào 21 sân bay trên cả nước phải trả phí dù chỉ đưa đón khách trong thời gian ngắn. Số tiền này là ACV dùng bù đắp chi phí khai thác, duy tu, tái đầu tư hệ thống đường dẫn vào nhà ga và nộp thuế theo quy định.